Đó, mày thấy không? Mày thấy không? Thấy thấy chưa? Thấy nó bẩn không? Khó. Chứ sao? Tức kìa. Mày đâu có tế bào chết đâu. Ai mà có tế bào chết? Mẹ tế bào sống rồi. Đây là con đó. Tiện á. Vậy cho mẹ máy này luôn. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với Ngọc Thanh Tâm Official. Còn nếu đây là lần tiên các bạn đến với kênh Ngọc Thanh Tâm Official thì cảm ơn các bạn đã lựa chọn video này giữa hàng ngàn cái video ngoài kia. Tuần trước Tâm có đăng video đi du lịch với mẹ mình thì rất nhiều bạn nói đến mẹ xuất hiện trên vlog của Tâm nhiều hơn nha. Nên tuần này khách mời chị mẹ là xuất hiện đây. Đây là một buổi skincare của hai mẹ con tại resort Hội An. Bây giờ hai mẹ Tâm sẽ hai mẹ con sẽ tẩy trang và skincare đi ngủ. Tẩy trang đi. Rửa mặt là đi. Rửa mặt bình thường hả? Đúng rồi, đi rửa mặt đi. Ủa mẹ ơi, mẹ rửa mặt không vậy hả? Mẹ không tẩy trang. Mẹ chỉ rửa vậy thôi. Sao được mẹ? Không, thì bây giờ con sẽ thay đổi cho mẹ. Mẹ vẫn đẹp mà. Có cần phải thay đổi không? Có chứ. Không có thể gì được trời. Đây. Nha, bày nha. Nhìn nè. Tẩy mắt nha. Để lên mẹ cho nó tan cái mascara với lại cái màu mắt ra thôi. Nha. Để yên phải không? Đúng rồi, để yên. Để yên mà. Để yên. Trong bao lâu? Trong... Mẹ ơi, nó ướt sũng thì có tức ghê luôn. Có phải? Tức ghê luôn. Để lấy miếng mới. Ở đây khách sạn. Đúng rồi. Mẹ đi rồi đây. Rồi bây giờ mẹ chùi nhẹ nhàng lại, chùi chậm chậm. Bây giờ mẹ chùi mascara với lại màu mắt á. Mẹ nhìn ở trong gương á. Nhắm mắt mà nhìn chị. Đó, mẹ thấy không? Mẹ thấy không? Thì làm sao mà mẹ có thể rửa mặt không gì được? Mẹ phải tẩy trang trước chứ. Thấy thấy chưa? Thấy nó bẩn không? Mẹ nhìn lên á. Mẹ nhìn lên mẹ chùi như vậy này thì nó sẽ đi hết mascara. Chùi kỹ lại, nước mắt lên. Mẹ làm cái gì? Rồi. Mà từ giờ trở đi là mẹ phải làm y chang như vậy. Rồi, mẹ qua lên mặt, tẩy trang da. Trời ơi, mẹ chè hai tay lại. Mẹ bỏ nó trên mặt. Đó, đúng rồi. Mẹ ơi, mẹ có thể thích cái mình thiệt. Mẹ mạnh đến mẹ á. Mạnh bạo luôn. Rồi, khắp nơi luôn nha. Mũi, rồi môi. Ờ, quên cái này chưa chùi môi chứ. Sao giờ chùi môi luôn cái này. Môi hết rồi, có đâu. Còn, đúng không môi. Rồi. Từ, đừng có mở. Rồi, bỏ nhúng tay vô nước. Rồi, bỏ lên mặt lại. Cho nó nhũ hóa cái đó ra. Mình mạnh lên, mạnh mạnh lên mẹ. Mẹ như mẹ rửa mặt vậy đó. Rồi, sau đó mẹ rửa mặt đi. Mẹ rửa mặt đi. Nhũ hóa rồi. Nhỏ lớn rồi cũng nghe. Thì để nó làm cho nó ra cái lớp nhìn như kiểu mà như sữa vậy đó. Rồi, được chưa? Được chưa? Rồi. Rồi, bây giờ mẹ rửa mặt đi. Bây giờ mẹ mới tới rửa mặt. Trời đất ơi. Xong rồi. Mẹ lấy nhiều với mẹ. Sao vậy mẹ? Nhiều đó thôi chứ tiết kiệm cơ. Rồi bây giờ mẹ bôi từng chỗ một đi. Mẹ nữa đi, mẹ phải rửa 30 giây. Trời đất nha. Đến 30 giây nha. 40 giây mà. Chờ mẹ rửa đi. Có mấy mẹ có mua chai tẩy trước tới rồi chết mà mẹ cầm theo không? Mua mà không có xài. Bây giờ mẹ phải xài. Vừa không có tẩy tế bào chết kia nên mà xài đỏ này. Mẹ đâu có tế bào chết đâu. Ai mà có tế bào chết? Mẹ tế bào sống rồi. Không thì vậy thôi mẹ làm thế mẹ đi cho nó đi cái lớp tế bào chết đi. Mẹ đâu có tế bào chết. Mẹ. Mẹ tức ghê luôn á. Mẹ không có tế bào chết. Có. Tế bào sống rồi mà. Thôi như vậy là lỡ thôi lỡ. Làm sao? Lại làm bước mặt lại. Làm bước mặt lại. Làm bước mặt lại. Là sao? Làm bước mặt lại xin lỗi quên. Thử lần lại đi. Cái lỗi là mày. Rồi, ok rồi rồi. Sao? Rồi bây giờ chan mặt. Đang vui vẻ hả? Đúng rồi. Có chà mắt không? Không. Ra cái này là rửa hai lần thì hơi nhiều luôn. Tại vì không có cái nào tẩy vào chất khác. Da mẹ đang trắng đẹp vậy. Chét cái đen này lên chi. Cái này là tẩy tới vào chất. Rồi đây sẽ mời mẹ chan tí đi. Cái tay chà hả? Ừ. Rửa mặt lại. Rửa mặt đi con. Rửa mặt bình thường. Rửa mặt bình thường. Rồi. Mày sẽ rửa mặt lã vậy? Rồi sao rồi mày rửa sạch nó đi thôi. Sạch chưa? Mày xong chưa? Sao? Mẹ
Mẹ có thơm nào không? Thơm nào là cái gì? Nước hoa hồng á. Mẹ không có nước hoa hồng hả? Không, đâu có mang. Nghe cho mượn nha. Làm gì mới rửa mặt xong xức nước hoa hồng? Đúng rồi. Trời ơi mẹ ơi, lần sau mẹ đừng có rửa mặt không vậy mẹ. Mẹ rửa thì nhỏ vô nè. Trái đất thay đổi rồi, mẹ không có được rửa mặt gì nữa. Con nước hoa hồng gì mà đun sôi vậy? Chết. Cái nước của người ta màu vàng mà kêu đen thui mẹ. Nước của mẹ màu trắng. Ok, tiếp theo Tâm mới vừa được tặng một cái máy be. Đây, xin ha. Thì là máy này có thể connect được vào điện thoại. Bây giờ con sẽ kết nối máy ở đây để nó bày mình xài. Mẹ bôi cái này vô chứ. Cái này là mình phải sử dụng serum cốc nước. Tại vì nếu mà sử dụng cốc dầu thì nó không có ăn máy. Bây giờ mẹ bôi đây đi. Máy này để làm cái gì? Máy này là để nâng cơ. Thật ra cái này là serum này là tốt cho cả mặt. Nó cũng làm mờ những cái nếp nhăn khóe mắt nữa. Nhưng mà mắt mẹ chưa khóe rồi, mẹ có làm không? Mẹ làm để cho nó tránh khóe. Chứ nó phải đợi khóe mới làm. Rồi, từ đây, đó. Đã không? Đã không? Đã. À rồi, tới chán. Đẩy lên nhìn, đẩy lên. Rồi, tiếp tục. Rồi, qua máy bên này. Y chang như vậy. Yeah, đẩy lên. Rồi chưa gì mà lại thấy đẹp hơn nhiều lắm rồi đó. Ủa tới cổ, này bị bôi cổ không? Có. Rồi ngửa cổ lên được không? Đẩy lên, đúng rồi. Mày phải cười giống người ta nữa, nó mới giống, Tới villa đó, đúng rồi. Yeah, chậm thôi. Nó có từng đợt tắt mở cho từng phần nha. Đúng rồi. Ủa sao mẹ thấy nó hơi tê tê nè? Cái sóng này á là microcurrent, nó không thể nào mà giật được. Dòng điện á là tốt để cho nâng cơ thôi. Mà máy này là còn chống nước nữa, cho nên là xài được. Ở nhà vệ sinh này nó thoải mái, không bị sao đó. Nhỏ gọn mang ở đâu cũng được, con chỉ cần bỏ vô cái túi này không mang ở đâu cũng được. Vậy xong cho mẹ nha. Trời ơi, mới xài được mấy lần mẹ đã xú. Máy này mỗi lần mà mẹ xài á, xài được lâu lắm. Tiện lắm. Mẹ ấn. Đó, cười nữa. Ấn cổ. À, rồi xong rồi. Bây giờ tới con làm máy be thì mẹ làm cái này đi. Đây là máy Furo UFO, là máy đắp mặt nạ thông minh, là mẹ chỉ cần đắp cái này trong vòng 90 tới 120 giây thôi. Rất là nhanh. Nghe 90, 120 tưởng phút hết hồn. Đây là thật ra cái dòng mặt nạ này có nhiều loại lắm, nhưng mà cái mà con hôm nay cầm theo là Manuka Honey, là form to face, tức là đồ organic, nhưng kiểu mà đi thẳng từ nông trại tới mặt mình á. Dịch mà dịch nôm na là nghĩa từ nông trại tới bàn ăn, nhưng mà đây là tới mặt mình. Công dụng là làm cho da không có nhìn, không bị mệt mỏi. Tại vì hôm nay là mình đi cả ngày cũng nhiều. Cái này cũng có trong app luôn. Cái máy này con mua lâu lắm rồi đó, mà xài sạc mới có 2 lần thôi đó. Chỉ cần sạc 2 lần thôi mà xài mấy năm trời. Mình gắn full. Mỗi lần xài là hết một miếng này hả? Mỗi lần xài là hết một miếng. Rồi bắt đầu. Rồi cầm đi, cầm bày cho nè. Rồi. Use a circular motion as you gently glide UFO across your face and neck, distributing mask essence evenly. Allow your mind and body to relax as red LED and a gentle warmth prepare your skin to receive the full benefits of this revitalizing complex. Sao nãy làm cái kia giờ làm cái này nữa vậy? Cái này lúc nãy là máy nâng cơ, còn cái này là máy đắp mask. Cái mask này á, mẹ làm như vậy xong rồi á, mẹ có thể đi ngủ được liền luôn, mẹ không cần phải bôi thêm gì khác. Nó như đắp mask á, nhưng mà cái này rất là nhanh, mà mẹ không cần phải đắp, mẹ không cần phải đợi 15-20 phút. Mà nó tự tiêu luôn hả? Đó, sau đó là mẹ vẩy vứt cái miếng đi chứ. Nhưng mà ý là cái chất á, nó thấm rất là nhanh. Và cái máy nó còn có mấy cái tia LED á, cái tia đỏ và cái tia cam. Mẹ nhìn cái tia như vậy á, LED như vậy rất là tốt cho da. Nó thấm rất là sâu trong da luôn á, cấp ẩm này nọ vân vân á. Rồi xong rồi mẹ không cần mua thêm gì nữa hết á, mẹ có thể đi ngủ được liền. Pulsations and heat will begin to gradually reduce while red LED continues working to reveal a more refined complexion. Máy sẽ tự app, tự báo mẹ khi nào dừng. Your smart mask treatment is now complete. If you'd like, you can repeat the treatment. Bây giờ mày gói lại ra dục thôi. Đó, xong mày vứt cái miếng này đi. Mày cái này dục hả? Dục. Mặc dù là một cái miếng nó mắc nhưng mà... Để dành bữa sau mình xài được. Mà tự khuôn mình con keo ra ngoài, mẹ con keo con. Ủa, máy này mình rửa vô nước có sao? Được, máy chống nước.
mind and body to relax. As red LED and a gentle warmth. Cái đèn này rất là tốt về da luôn. Thế giới bây giờ có rất là nhiều cái máy mà để T-sonic pulsations and thermotherapy ensure maximum absorption of mask essence, while orange LED helps revitalize the skin. Đèn màu cam này làm cho da đừng mọc. Bây giờ chuyển nó màu em thấy không? Lúc nãy là màu đỏ, còn bây giờ nó chuyển sang màu cam. Có những cái máy nó cũng có đèn giống như vậy nhưng mà nó lâu lắm. Còn cái máy này thì nó mà chỉ cần chạy trên da. Pulsations and heat. Màu đổ tự động đúng không? Màu đổ tự động nhưng mà nó không bị đổ đâu. Tiện lắm. Bị cho mẹ máy này luôn. Nãy giờ test xin hơi nhiều rồi đó. Hơn mới giới thiệu mới có 2 cái rồi đó. Giới thiệu nữa xin nữa rồi. Cái này cũng một tuần làm 3 lần à? Cái này một cái này mình muốn thì mình làm một tuần đắp 3 lần ok. Như kiểu đắp mask á. Your smart mask treatment is now complete. Otherwise, dispose of the UFO. Đó cũng như mày đắp mặt nạ vậy đó. Một tuần mày đắp bao nhiêu lần thì mày đắp cái này. Cái mặt mày gần khô hết rồi. Thẩm thấu nhanh. Thấy căng không? Căng chứ. Mày thấy gian căng không? Của con là mới làm xong nên chưa khô nhưng mà có thấy của mẹ khô nhanh lắm chứ. Nói chung là đầu tư xứng đáng. Hai máy này mà phải hai máy này đâu không đâu nha. Con còn có máy rửa mặt của Forio nữa. Xứng. Vậy cho mẹ ba cái. Kiểu sợ luôn. Nhưng mỗi lần con mua rồi kêu phí. Thì mình xài rồi mình mới thấy đã. Nè đẹp không? Vậy hả? Cho luôn hả? Không không có rồi. Cũng rồi. Dạ. Có máy nhỏ nhỏ này nữa nè. Mà thật cất luôn. Nói chung là xứng đáng. Mày phải đắp đã hả mày? Đã. Vậy thôi mình đừng đắp cái kia nữa. Đắp cái bình nào bình thường đó hả? Ừ. Cái này nó tiện hơn nhiều. Nó vừa nhanh mà nó còn có cái đèn này nọ nữa. Mà thấy high tech. Da mình nó căng hơn nè. Có. Mà nó mau hơn nữa. Xinh đẹp rồi đó. Đi ngủ đi. Mày đi ngủ đi. Ok. Mày đi ngủ đi. Con làm gì? Ờ con cũng đi ngủ. Cảm ơn các bạn theo dõi video này của Tâm. Đừng quên like video này và subscribe kênh Ngọc Thanh Tâm Official của Tâm nha. Bấm chuông để nhận thông báo khi có video mới vào mỗi thứ tư hoặc thứ năm mỗi tuần. Cảm ơn các bạn. Đi ngủ.